chứ không phải là đấy là một phải lỗi và nó không phải là một cái kém so với xe khác, mà đấy là do cái đặc tính của cái xe đấy và cái do thiết kế của cái xe đó. Bởi vì tôi đã từng làm một cái video nói về các cái góc ở trên xe đấy. Một cái xe thì chúng ta nhìn bình thường này, nó đơn giản là bốn bánh xe thôi, nhưng thực tế là tôi cũng là dân biết xe này. Nên là tôi sẽ phải và chúng phải học hỏi rất là nhiều về cái chuyện các góc lái để làm thế nào. Cứ chẳng lẽ đến những xe mà trả lái nhanh hay trả lái chậm, nó như thế nào, tại sao nó như thế. Tôi đã từng làm video như thế, nhưng đó là một vấn đề khó. Bởi vì sao? Thực ra một cái xe này nó có khoảng bốn góc lái khác nhau để đặt để mà điều chỉnh một cái góc lái. Bình thường mọi người ra xưởng Hunter là người ta chỉ muốn chỉnh và cho in cho out, tức là cái góc lái mở ra hay là đẹp vào. Nhưng thực ra những xe như những xe của VinFast nó sử dụng cái hệ thống treo bình tập và nhiều thanh cảm khác nhau, và cái khả năng điều chỉnh các góc nó lớn hơn rất là nhiều. Thế đâm ra đó là một câu hỏi anh đơn giản, nhưng mà để mà diễn giải là nó rất phức tạp. Bởi vì ra nó sẽ đòi hỏi nhiều góc lái khác nhau, mà bây giờ cái đầu tiên cho đến cái performance là cái chức năng vận hành. Tức là đấy thì nó tốt ở trong cái tốc độ cao này. Và nó, và tôi xin nhấn mạnh là nó không phải là lỗi hay là kém cho em khác. Các phụ tùng của VinFast thì có đồ cầu rồi. Bởi vì mình em cũng đã trải nghiệm ở những cái cơ sở vận hành của Honda hay là của BMW rồi, thì giá quá cao. Vậy thì khi mà đi vào cái cửa hàng của VinFast ấy, thì giá cũng quá cao. VinFast là một cái hãng duy nhất tại Việt Nam, và tôi nghĩ được rằng là kể cả trên thế giới, đang hỗ trợ tốt nhất. Và mình vẫn hay nghe nói là chữ 3-0, tức là hiện nay VinFast không có một lợi nhuận nào về vấn đề phụ tùng, và tất cả các chi phí khác nó đều là rất là rẻ, rất là tốt. Phụ tùng là đều là được sự kiểm duyệt của các chuyên gia cao cấp đầu ngành của VinFast trước khi nhập về và đặt tại những cái hãng rất là tốt. Ví dụ như chúng ta thấy được rằng là hiện nay các bạn thấy được rằng là cái phụ tùng này người ta ghi là Made in China, Made in Germany hoặc là Made in Mexico chẳng hạn, thì tất cả những cái đấy các quý vị cũng cảm thấy đó là rất bình thường. Bởi vì hiện nay là cái chúng ta là thế giới phẳng, cái việc mà sản xuất nó là sản xuất, nó mang tính tất cả mọi cái việc là hoạt động nó mang tính toàn cầu, thì chúng ta để đảm bảo được, nhưng luôn luôn không phải là Made in Germany nó tốt hơn là Made in China, mà khi mà đã đeo cái thương hiệu của VinFast hay là của Mẹp hay là của Toyota thì đảm bảo tất cả bất kỳ sản xuất ở một cái vị trí nào trên thế giới là đều có chất lượng là tương đương nhau. Quay lại cái vấn đề là vấn đề là chi phí. Hiện nay là chi phí bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục hoặc là đối với cái xe tai nạn, thì cái chi phí của VinFast thì tôi được biết được rằng là hiện nay là tốt nhất trong tất cả các hãng đang có mặt tại Việt Nam. Ví dụ vừa rồi chúng tôi có làm một cái xe tai nạn, thì tôi có nói là một cái xe tai nạn, và đến lúc mà tôi cũng anh em kỹ thuật viên cũng như anh em phụ tùng khi nhập phụ tùng về, tất cả đều rất là ngỡ ngàng. Ví dụ như một cái túi khí nổ ở vô lăng trị giá 1.4 triệu bao gồm cả VAT, một cái cánh cửa đâu đó là khoảng 5 triệu, hơn 5 triệu cái cửa mới tinh luôn đấy, vân vân. Tất cả những cái việc đó, đây là ví dụ như một cái lốp, ví dụ một cái lốp của Lắc SA lốp đằng sau với cái size của nó là 35, thì nếu cũng cái lốp đấy là Continental ở bên ngoài làm thì đâu đó nó sẽ rơi vào cỡ khoảng là 11 triệu. 11 triệu hồi đầu tiên nó lên đến 13 triệu, sau đó ở bên ngoài bán tụt dần xuống 11 triệu, nhưng VinFast chỉ có cung cấp cho khách hàng đâu đó là cỡ khoảng hơn 7 triệu. Đấy, thế nên chúng ta là toàn bộ những cái khách hàng mà đã là tất cả những cái đơn vị mà nhập được cái lô như vậy là bây giờ là tạm dừng nhập hết, là không thắm nhập nữa, bởi vì VinFast cung cấp cho cái nó rất tốt. Hiện nay VinFast đang sử dụng cái bình
bình ắc quy là bình ắc quy Vata. Mọi người các quý vị khi mở cái xe ra chúng ta thấy là made in China. Nhưng tôi cũng nói là cái bình Vata là một trong những cái bình đang sử dụng rất thịnh hành và phổ biến ở các dòng xe Đức, ví dụ như là BMW hoặc là Volkswagen, và hiện nay là đang sử dụng cho xe lắc của chúng ta. Cái bình đó nếu mà các anh mua ra ngoài, mua một cái bình 80 ampere giờ mà dành riêng cho lắc thì ở ngoài có đâu đó các bạn là 2.6 một bình đấy, tức là nếu mà so với những cái bình bình thường thì nó đắt hơn đâu đó là cỡ khoảng là 700 nghìn. Đấy là những cái mà lợi ích mà VinFast đang đưa lại cho các quý vị, thì các quý vị cứ luôn luôn là yên tâm về chất lượng phụ tùng, về giá thành của phụ tùng cũng như là chất lượng tổng thể của cái xe khi VinFast đã đưa ra thị trường đến tay của các quý vị. Ngành công nghiệp ô tô bây giờ hay tất cả các ngành công nghiệp khác, sản xuất khác đều hoạt động theo một cái chu trình của nhau, và Trung Quốc nó trở thành công xưởng thế giới. Nhưng mà chúng ta phải nhắc lại với nhau một điều căn bản như thế này. Nếu chẳng hạn như là chúng ta nói về phụ tùng ô tô thì chúng ta hay nói về một cái gọi là OEM product, tức là cái đồ phụ tùng mà của một hãng thứ hai sản xuất cho nhà sản xuất ô tô. Phải nhắc lại là một cái nhà sản xuất ô tô bây giờ thường thì cái giá trị người ta mang lại cho một cái xe này thì chỉ đâu đó khoảng 30% thôi. Bởi vì là phần còn lại là do những nhà cung cấp khác là làm ra. Ví dụ chẳng hạn xe VinFast chẳng hạn thì với cái lớp ngoài thì có thể là do nhà tiêm đáp, nhưng mà cái phần chi tiết như kiểu piston hay là xe quăng là phải là Mahle của Mỹ, và cái hãng Mỹ đấy thì nó sẽ tặng nhà máy ở Trung Quốc. Thì đâu ra là tất cả các sản phẩm có thể đi cho những cái phẩm cấp của nó sẽ phải được cái hãng Mahle hay là tiêm đáp người ta phê chuẩn. Nó khác với cái việc là một cái sản phẩm trôi đổ là made in China nhưng mà của một cái brand người mang, nó khác nhau. Đấy, đâm ra là tôi nghĩ là chúng ta sẽ không có vấn đề gì với tất cả các sản phẩm gọi là made in China cả. Và đặc biệt khi mà thêm là cái gọi là thị trường xe động cơ đông trong thì tới đây ở Trung Quốc thì nó ghê cùng lớn luôn, nó 30 triệu xe một năm, năm vừa rồi 28 triệu xe một năm, nó gần gấp đôi thị trường Bắc Mỹ là thị trường lớn nhất thế giới rồi. Thì ở đấy thì nó sẽ tất cả các nhà cung cấp nó sẽ quay trở về Trung Quốc chứ không thể ở châu Âu, bởi vì do giá thành là một câu chuyện lớn. Đấy là cái mà những cái chia sẻ mà tôi với những cái khúc mắc của bạn về made in China. Là một người đặt câu hỏi của tôi là có phải xe VinFast đang sử dụng các loại gốc mà có vấn đề về chất lượng hay không, bởi vì sao rất nhiều người là kêu là bị vỡ lốp hay bị thì tôi bảo luôn này, xe Vin đang sử dụng tất cả những cái chi tiết, các cái phụ tùng mà chất lượng tốt nhất mà như tôi biết. Cứ chẳng hạn lốp của xe Max LA và A đều là Michelin và Continental của anh. Thì tôi nói luôn là Michelin, Pirelli và Continental là một trong những đều là những cái hàng đầu về lốp trên thế giới cả. Vấn đề ở đây tôi muốn nói ngay là như thế này, có hai cái. Một là do kỹ thuật, là cái vách lốp của xe Vin rất là mỏng. Nhưng quý vị cần lưu ý, mình đã lưu cái câu hỏi trước thì nói là khi mình tránh lốp to thì nó đẹp, nó hoành tráng, nhưng nó cũng đồng nghĩa với cái vách lốp nó mỏng thì cái nguy cơ để mà vỡ lốp rất là cao. Bởi vì sao? Khi cái vách lốp mỏng thì chúng ta muốn chạy cái an toàn thì chúng ta áp lực áp suất cái lốp của nhà sản xuất đưa ra bao giờ phải cao hơn so với loại lốp vách lốp dày. Cái lốp dày này nó cao như thế này thì đi nó êm, nhưng mà nhìn nó sẽ bị xấu, và thực ra khi nó chạy tốc độ cao nó sẽ bị trao đảo, nó biến dạng ra. Thì cái xe bởi vì xe Vin nó dùng cái vách lốp và vách lốp mỏng, đâm ra là cái khả năng mà khi mà anh chạy sử dụng vào gờ và cái gờ giảm tốc hoặc là vỉa hè là cái khả năng mà gây nguy hiểm cho lốp rất là cao. Về bản chất đây là không phải là do chất lượng của lốp mà do cái cấu tạo và cái khả năng nó nhạy cảm với những cái kiểu địa hình xấu, nên mọi người phải lưu ý thôi. Chứ còn đây nói để mà đến khi siêu xe thì người ta cũng chỉ dùng cái Michelin hoặc Pirelli thôi, siêu xe đang rồi chứ không có thể làm lốp nào tốt hơn được đâu. Mà căn bản là do thói quen của người dùng, và mình nên để ý một chút.
nhân một chút. Thực ra thì đây cũng là tôi rất là vui khi mà được có dịp được làm việc với các chuyên gia của Meta và Intel. Thực ra có một điều mà tôi thấy một cái điều đầu tiên tôi thấy là như này, VinFast Lux là cái mẫu xe đầu tiên, hai mẫu xe duy nhất đến thời điểm này là được làm cho người Việt. Bởi vì tôi đã nói thẳng là tôi là một người yêu thích ô tô và hiểu biết về ô tô trong một trường hợp nào đó. Nhưng mà đến khi mà đi cùng với họ thì mình thấy một điều họ làm cái ma quỷ thì mình cũng rất là đầu tiên mình đi nhìn thấy. Được làm tức là một cái mẫu xe được tinh chỉnh rất nhiều. Thực ra thì cũng là bên phía Vin thì người ta có thể làm đơn giản hóa rất nhiều, nhưng họ đã tức là đã chơi lớn và chấp nhận trả tiền cho việc đó. Cũng chẳng hạn như cái tiền mà thông thường người ta có thể bên cũng sẽ châu Âu sang, bên châu Âu sang và cứ thế là hoàn thiện và bán. Nhưng đây bên chơi lớn trong cái việc là sao là ngay từ cái việc mà tôi đang làm việc với em Wolfgang là một người áo và anh ấy là trưởng phòng nhiệt nhiệt năng của Meta thì chỉ có một cái đầu việc là tinh chỉnh cái điều hòa cho cái xe VinFast thôi mà nó tốn rất nhiều thời gian. Và hai thứ mà tôi bảo là chúng mày người Việt thì thích lạnh, mày lạnh hết cơ ra không là xong, còn start stop bỏ đi cần gì đi ra ngoài thị trường người ta bị nóng lắm. Nhưng đồ tê thì nó lại tư duy rất là khoa học là như thế. Nó bảo là cái điều hòa ấy là vừa thôi, chứ không quay ra vài tháng mà chết không quay ra không được. Nên là còn ta phải nghiên cứu dòng một tí chạy trong xe cảm cảm biến tất cả mọi thứ lo đạt cụ thể làm sao mà khi người ra mình đi mình cứ tự mình ngồi đến 2 tiếng trong xe mình ra ngoài chợ thì cũng bị sốc nhiệt chẳng hạn. Hoặc là những cái chi tiết đơn giản như cái start stop thì cá nhân tôi người lái xe tôi cũng thích những cái thứ công nghệ đấy. Tôi bảo là tao thì những người Việt thì ít chả dùng đâu và cái đấy nó quá khó. Khó là như thế này, cái start stop nó khiến cho người ta cảm giác nếu như nó chỉ cần chậm 1/10 giây thôi thì mình có cảm giác như kiểu xe bị hỏng. Đúng là mình vừa dừng về xe đỏ nó chỉ cần sớm một cái thôi, nó tắt sớm thì nó cảm giác ngay thôi. Sao xe tự nhiên đang đi đấy mất, nhưng mà nếu mà muốn thì nó cũng không ngủ. Đâu là cái này là cái trải nghiệm với cái chuyến đi hơn 6.000 cây là một thứ rất là thú vị và tôi cảm giác là tôi học hỏi được rất là nhiều và tôi biết được thêm nhiều thứ. Bởi vì là không giống như những cái việc mà các liên doanh là sản xuất xe lắp ráp xe đơn giản hơn rất là nhiều khi hơn là cái việc mà làm đặt một xe. Thực ra thì tôi nghĩ đánh giá cao những cái mà VinGroup làm được, tại sao VinGroup muốn sản xuất, muốn làm chủ, muốn tạo ra một xe đàng hoàng chứ không phải là cái việc chỉ có kiếm tiền. Đó là cá nhân tôi về với câu hỏi về những cái chia sẻ, những cái trải nghiệm cá nhân của tôi về cái xe VinFast trong cái chuyến đi này.